kim loại nặng nó vẫn còn bởi trong nước cô này. Cô tưởng của cháu đang quay. Đó. Nó vẫn quay đấy. Đó. Mà cũng không sợ không quay được nhiều đâu. Thì nước này nó có thể nó có những kim loại nặng nó mà mình không biết. Nhưng nước này chắc chắn là nó không còn những kim loại nặng có hại cho cơ thể. Bởi vì nó là cái thiết bị y khoa. Những cái kim loại nặng như chú nói lại đấy đang này, chì, mangan, rồi selen, rồi thạch tín, nó sẽ loại hết qua hai bộ lọc thô và bộ lọc thông minh này. Còn những cái khoáng chất và những kim loại nhẹ cần thiết, nó sẽ thông qua buồng điện phân và nó vẫn giữ nguyên ở trong này. Đấy, thì đây là một cái nước gì ạ? Vừa có chống oxy hóa nhưng lại gì ạ? Giàu khoáng chất. Chú nhìn thấy đèn cái này nó sáng lên, cái này nó sáng lên, nhưng cái này có thể còn kim loại nặng, nhưng cái này chắc chắn là không, bởi vì nó đã làm qua thiết bị y khoa rồi. Đo định lượng thì hôm nay thực ra cái này của cháu nó đang thực sự là cháu chưa thay được pin nên nó không lên. Đấy, cái này là đo được định lượng luôn này, nó khoảng 117. Thế thì cái tính chất thứ hai cháu chứng minh đó là khoáng chất và tính kiềm tự nhiên. Để đo được tính kiềm thì cháu sẽ sử dụng cái này. Đó là một cái gì? Cái này kiến thức lớp 8 đang còn nhớ không nhỉ? Đo độ pH bằng dung dịch quỷ tím nhá. Dung dịch quỷ tím. Và quỷ tím nó sẽ ngả màu như sau. Màu xanh của 3 giây. Chính xác. Con rất là thông minh, Đăng rất thông minh. Bảng chỉ số từ 0 đến 14, với 0 là pH gì ạ? Acid mạnh nhất, và 14 là gì? Kiềm mạnh nhất, và 7 là nước trung tính. Màu nó như này, từ đỏ cho đến tím đậm, đúng không ạ? Thế thì bây giờ cháu sẽ đo vào đây nhá, chú sẽ xem này. Chú phát hiện ra là màu gì đấy ạ? Chú phát hiện ra màu gì không? Đây, rất hay nhá. Chú phát hiện ra màu gì không? Đây là màu xanh. Kia là tím à? Vâng, tím mộng mơ luôn. Câu chuyện là gì? Ở đây quỷ tím này có trong bộ kia không ạ? Quỷ tím có trong bộ. Có trong bộ đấy. Có một bộ luôn và Đăng có thể kiểm tra nhá. Khi cần có thể kiểm tra nước nha. Có một cái bộ quỷ tím ở đấy để mình kiểm tra. Có cả nước và có cả giấy. Để cháu lôi ra cho thí nghiệm. Khi nào thỉnh thoảng cháu lôi ra cho thí nghiệm để xem nguồn nước như thế nào. Thế thì đây là một cái ví dụ để cho thấy rằng là chúng ta đang nước máy thì là gì ạ? Nước trung tính 7.0. Nhưng bắt đầu sang nước Aquafina, nước Dasani đã mang màu axit chưa ạ? Đang là màu 6 này này, thậm chí cái nước Dasani này còn tệ hơn là màu 5.5, nó giữa 5 và 6 đúng không ạ? Màu này thì rất là tệ rồi, nó chỉ mức khoảng 2, 3 thôi. Màu này rất là đậm, tí nữa cháu sẽ chứng minh, đang xem đây, ví dụ này rất quan trọng nhá. Và màu này là đang tím lịm đây, tương đương với cả khoảng 9.5. 9.5 là cái màu này, đấy, 9.5. Thế thì vì sao câu chuyện chúng ta lại phải uống nước kiềm, chú biết không? Thế nhưng mà tại sao mà những nước này nó lại lưu thông cho mọi người uống? Bây giờ tại sao các công sở mà các nơi này tập trung nó vẫn cứ cho uống nước này? Chú biết nó là hại. Chú cứ nghe dần dần cháu sẽ giải câu đấy của chú. Nhưng bây giờ chú biết là vì sao chúng ta lại phải uống nước kiềm không? Hoặc ít nước là uống không? Không, bây giờ tức là biết là tốt rồi, nhưng mà tại sao công chúng bây giờ vẫn, các tập thể vẫn cứ dùng cái nước kia nhiều thế? Mà nhà nước thì không bảo hộ được. Chúng ta đang bị lè và có những cái sự thật, xin lỗi cháu phải dùng là những sự thật khủng khiếp, nó đứng đằng sau nữa cơ. Không có gì bán nó có những sự thật khủng khiếp đứng đằng sau. Mà nhà nước phải bảo hộ thì nó mới bán không được, chứ nếu mà bảo hộ cả. Nó không có gì làm sao để nó bán. Bây giờ cháu nói với chú đến độc.